vâng à, chào các bác trở lại với kênh của ngô công bê rất nhiều các bác gọi điện hỏi để chia sẻ cái cấu hình à, hát trên vang số x làm sao tiếng nó thoát nhất tiếng nó hay nhất và à, ra được những cái điểm mà nó tốt nhất cho cái bộ mic và theo cái bộ dàn của mình thì tất nhiên à, là trong quá trình đi cài thì em vẫn khuyên các bác là tìm thợ đến nhà thợ có kinh nghiệm thợ có thực chiến nhiều và thợ có đôi tai nghe tốt có thẩm âm tốt À, vì trong kỹ thuật âm thanh người thợ quan trọng nhất là gì? Cái đôi tai nghe phải không ạ? Thì trong kỹ thuật thì anh em có thể truyền đạt cho nhau nhưng thợ mà không có tai nghe thì chỉ vẫn là cài cái cấu hình chung nhất có thể thôi. Tức là cấu hình gọi là mang tính chất là vận hành. Và những điểm xấu, điểm tốt thì vẫn chưa, chưa làm được. Thì hôm nay chia sẻ cho các bác một cái cấu hình H eco dài chỉnh bằng tay, bằng tay ở trên con vang số X3, X5 x6, x8, x10, x12. Đấy. À, vào việc luôn cho các bác nhé. Để khỏi mất thời gian thì cái này thì mang tính chất tham khảo. Nhưng các bác nào có thể có những cái ý kiến cao kiến gì thì có thể bình luận bên dưới. Anh em cùng nhau học hỏi và chia sẻ để làm sao cái bộ karaoke của mình nó tốt lên. Và cái cấu hình này thì nó chỉ là cấu hình chung nhất em dựa vào những cái thực chiến của mình cài đặt tại các bộ karaoke của khắp cả nước và những con vang số em nên cài nó dựa quá nhiều yếu tố để nói cái độ chuẩn xác nên vẫn khuyên các bác là tìm thợ đến nhà cài còn đây em sẽ hỗ trợ các bác có thể vận hành tự làm chủ được cái con vang số của mình nhất là dòng vang số x có thể chỉnh phun được bằng tay Đấy, đây là một cấu hình h eco h eco nhé eco eco dài dễ hát nhất Đấy, cấu hình này các bác có thể áp dụng được ngay à, các bác ấn vào phần mic cho em nhé recon này Đấy, ấn đi con gọi cấu hình một ra con em đã làm sẵn đây rồi và chia sẻ cho các bác thôi ok chưa các bác ấn vào click khi vận hành những bác để effect là ba năm thì có thể tăng lên được quá 50 50 cái effect này có, thể có, có thể 50 vang số bây giờ có khiển những bác vận hành dễ hơn cả đi chơi dễ hơn cả vang cơ rất là nhiều có ấn vào này bác để feedback 2 khuyên các bác nên để feedback ngay feedback 2 nhé nếu chưa làm chủ được chưa làm chủ được những cái thiết bị của mình tuyệt đối mà thường thường bọn em kể cả làm chủ được rồi vẫn nên để phía hai tiếp theo cái hai pad chúng này tức là cắt tần số thấp này các bác để 80 giải thích luôn cho các bác là cái mồm mình ấy, mồm người Việt Nam mình ấy, cái giải phát âm của tất cả những người trên thế giới đấy bắt đầu phát âm từ giải từ 80 đổ lên đến một kỳ rưỡi tức là mồm mình chỉ phát âm được cái giải đấy thôi cái tai nghe thì có thể nghe tốt hơn nhưng mà cái mồm đấy. Nhưng ai hát được xuống quãng ba chẳng hạn như nghệ sĩ nhân dân hiếu ở Việt Nam mới có thể hát được nghệ sĩ nhân dân Trung Đức và bây giờ còn một nghệ sĩ lớn một vài nghệ sĩ lớn lớn mới xuống được quán ba ạ và cái mic ở việt nam ấy, nó cũng không bao giờ xuống được cái 80 trừ đi là cả xua xịn sen xịn bbs mới xuống được những giải 80 còn những cái thông số ghi là không bao giờ đạt như Bayer, ở trên thị trường ở 90 mươi là các bạn phải cắt đến tận 100 thì nó không nó không đạt được cái giải đấy tên tần tần số người ta ghi là đủ nhưng mà nó sẽ không đạt chẳng hạn như ap nó bay có nó ghi thông số là 40 mươi đến hai mươi kz nhưng mà chúng ta test thì chúng ta sẽ không đạt thường phải cắt đến 100 thì để em đưa cấu hình chung nhất nhé các bác cứ học theo thôi còn bác modify theo cái thiết bị của mình có thể cắt gọn có thể cắt xuống cắt 60 thì nó sẽ bị ồn nếu mic nó không đủ dài nó sẽ bị ồn và vỡ hát tôi bác để 80 tiếp theo Đấy, đi vào phần tần số chỉnh nhé chỉnh tần số đáp tuyến này của mic này đây là cấu hình chung các bác có thể dựa ở đây thôi tham khảo để xây dựng cái bộ karaoke của mình nó tốt nhất dần số 1 các bác để là nằm ở 20 nhé 20 thì những cái tần số này các bác để không mà các bác bỏ qua luôn cái này không phải chỉnh vì sao vì cái tần HP vừa rồi mình đã chặn tờ 80 rồi nhưng những cái tần số 20 không 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 có tác dụng nữa hai số 31 EQ231 không có tác dụng EQ350 cũng không tác dụng không chỉnh nữa để mặc định EQ4 là 101 ở đây là điểm bắt lực điểm bắt lực chung nhất trong quá trình đi làm thì đây là điểm bắt lực em ra được chung nhất để, để cho bác cứ dựa theo và các bác cứ căn chỉnh cho đây đấy Gain là 1.6 1.6 thì các bác muốn hát bát nó nó đầy lên đấy thì người Việt Nam bao giờ cũng thích hát tiếng mic nó dày thì đây cái điểm bắt lực có thể quy xuống 1 để thì em có để này 1.4 1.5 6 các bác có thể học theo và modify nhé quy là 1 đấy. cần số thứ 2 à, thứ 5 là 161 cái điểm này là điểm mình hiểu đơn giản đó là điểm bát cao của mồm gọi là gọi là chung ấy à, gọi là chung chung thấp ở à, đây là vẫn gọi là bát và nó bắt cao cái điểm này nó rất dễ bị giao thoa giữa giải bát của mic và giải bát của loa nên dễ gây tiếng ồn ồn và ồn gọi là bị bị công hưởng nên chúng ta phải cắt đi cắt giảm đi để chúng nên nếu lấy bát được rồi thì bát này có thể giảm đi vì bát này nghe tiếng nó không hay nó không đầy cắt đi Đấy. gain công suất hạ xuống 4.6 q 5 tiếp theo cần số 6 à, 200 ghz gain công suất là hạ xuống 2 điểm này vẫn là điểm à, bắt cao nó cũng hơi khó chịu nó hơi dễ công hưởng nó không hay nó không quá hay chúng ta để vừa đủ Q là một tiếp theo cần số 7 là 405 điểm này điểm này là chúng ta không can thiệp điểm này vẫn là vẫn là vẫn là điểm uh, hiểu là vẫn là điểm bát bắt cao đấy 500 mới là mới đến chung 7 uh, lên bằng 0 quyền 1 em chia sẻ nhanh nhé các bác cứ xem rồi quay lại video điểm số 8 là những điểm chung thì chúng ta những điểm này thì không can thiệp Đấy, chúng điểm là điểm này thì chúng ta mình tay người nghe rõ nhất là những điểm này này mình phát âm hàng ngày mà Đấy, điểm này là điểm 1000 Đấy, tần số 1000 các bác cứ để uh, gain game có thể để, để về không cho em quy 1 cái điểm này có thể can thiệp cắt Đấy, tùy thường dòng mic nhưng cứ, cứ làm theo cấu hình này các bác có thể modify đi tiếp cần số 10 2000 thì con này các bác cũng để là Âm 1 cho em Đấy, Âm 1 hạ xuống một chút Chỗ này vẫn là chung nhé Đấy là giải chung Tiếp theo Đấy 2520 đây là trung cao điểm này là điểm nghẹt mũi đấy, trong quá trình làm thì điểm này điểm điểm nghẹt mũi đang động nhiều tương đối nhiều đa phần các dòng bích nên các bác có thể hạ đi là quy gain bằng 2.6 đến 3 trừ 3 thì các bác nhưng các bác cứ dựa theo cấu hình này cứ làm theo em đi ạ sau đó các bác môni phê sau quy bằng 5 đấy cần số 12 3.700 thì gain là trừ 3 đấy, chỗ này vẫn là điểm nghẹt mũi điểm nghẹt mũi sẽ nằm khoảng từ 2.000 đến 4.000 điểm đấy là chúng ta sẽ nếu nếu các bác thuê thợ đến người ta sẽ trả cho các bác quy hướng 8 đấy các bác gain thì trừ 3 cần số 13 là 7000. Điểm này là điểm chép rồi, phải không ạ? Chép thì điểm này cũng dễ cộng hưởng. Các bác có thể hạ thấp một chút. Là gain bằng là -0.4 Q bằng 10. Cái này thì là vẫn là cái cấu hình chung nhất có thể thôi nhé. Các bác uh, trong quá trình căn thì em căn tại nhà thì nó sẽ khác đi. 14. Điểm 8800. Điểm này là điểm chép. điểm này là điểm tất cả dòng mic ở Việt Nam. Ta rất dễ bị đeo ở điểm này. <laughs> Thì các bác có thể gên là trừ 2 6 đến trừ 3 Con này có thể là trừ 3 Em thường thường em để trừ 3 Trừ 3, quy bằng 15 Quy 15 các bác nhé Điểm 19 Điểm 19 à, cần số 15 Thì các bác để gên bằng 0 Thì cái điểm này là chúng ta cũng không đứng nhiều Và lưng rồi rồi chúng ta cũng chả nghe được Thì tai người cũng chỉ nghe tầm 12 kHz rồi Đấy. Đây là cái hình chung nhất à, Tiếp theo đến phần echo mix xong rồi nhé các bác xem lại này các bác xem lại này các cần số này thì cũng thường một mấy chỉ có mấy điểm yếu thôi nếu, nếu như các bác sử dụng những dòng mic cao cấp thì gần như là những điểm cắt nó không có nhiều gần như để phẳng nó đã hay rồi thì giải nó không bị xấu Đấy, các bác xem kỹ nha các bác xem nếu như mà em làm nhanh quá thì các bác tại vì thời gian nó không có nhiều nên các bác có thể xem lại video và có thể tạm dừng tiếp theo phần eco eco thì các bác để level là 100 delete level là 30 30 đổ lên nhé các bác để ý lưu 30 đây là cấu hình em chia sẻ cấu hình eco nên là eco sẽ phải là chính thì cái delete level có, các bác sẽ để lên là 50 cho em tại sao để 50 tức là cái delete level nghĩa là gì tức là chuyển đổi trực tiếp các tín hiệu đổ vào từ mic thu được thành tín hiệu cô làm cho tiếng mic nó rõ ra mic và tiếng eco nó rõ ra thì các bác chế độ eco thì các bác phải làm để eco nó rõ ra mà khi các bác hát to lên nó rõ rồi thì các bác sẽ không bị nghe nó không bị lỗi thì các bác nên để lên từ 30 đổ lên đến 50 thì đây là cố hình em chia sẻ thực tế cho các bác thì các bác để 50 các bác modify được tiếp theo đấy cái echo delay đây là em chia sẻ cấu hình hát eco dài delay là 40 mươi HPF thì sẽ phải cắt theo cái 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 cái, cái ban đầu ấy là 80 mươi à, tùy theo dòng mic nhé nếu dòng mic nó ổn quá ấy, mà vang số tùy theo cả vang số nữa nếu vang số nó ổn quá thì cái, cái cái gọi là cái chất lượng vang số nó kém ấy chất lượng vang số nó kém thì gây ồn ở phần đấy ấy thì các bác phải cắt sâu nữa tầm cắt vào 200 trăm các bác cắt theo em thế này đây là một cấu hình chia sẻ mà hvf là 80 và chi tiết nhất cái lpf các bác để sáu nghìn đấy năm nghìn trên trên cho em vì tại sao thì để tránh hiện tượng hú eco eco mà nó nằm ở những giải cao nghe nó chói tai và nó nằm lại nó dây hiện tượng hú cho nên khó chịu các bác cắt chọn 6.000 nghìn trang ok xong chưa à, cái Euro delay này eco dài thì các bác để lên 250 trăm năm repeat là 60 nạp 60 nên là eco dài mà phải nạp nó dài ra một tí này các bác nó dễ hát để các bác yêu cầu cái, cái cấu hình này rất là nhiều nên em sẽ chia sẻ luôn cái delay các bác thì đẩy lên được tí nữa đây là cấu hình chuẩn nên các bác cứ có thể uh, modify <laughs> cái echo delay đây thì cái echo delay này này các bác có để để về không cho em không cần phải căn cái này tại vì không gian ở trong gia đình nó rất là hẹp cái này không lên nhé các bác không hiểu sâu các bác không nên can thiệp hiểu được đúng bản chất về kỹ thuật vì trong âm thanh nó là kỹ thuật chứ không phải nói mồm được nói mồm chúng ta vẫn là cảm giác em đang chia sẻ cho các bác là chia sẻ bằng cách là cầm tay chỉ việc nên Uh, nếu các bác không hiểu sâu thì các bác nên, nên 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 dừng lại ở những cái điểm này, điểm này này cứ, cứ để bằng không để đánh chung nhau, đánh thẳng hết. Tiếp theo, là cái phần eco uh, EQ eco, một này 125. Đấy. 125 thì các bác cứ để gain bằng không Cái điểm này là điểm uh, nọc Phần ồm rất là nhiều. Để nếu mà nếu mic nó ồm mà cứ nạp đi nạp lại cho nó ồm nghe rất là khó chịu các bác cắt xuống nhé Âm trúng uh, âm 5, quy ở 4. Cần số 2. tám thì cái điểm này á. Điểm này thì là điểm có thể lưng được. Có thể hạ trực có điểm bằng 0. Quy. Quy không có phát điểm bằng 0. Tức là không lưng không hạ. Mặc định quy hình 1. Công suất bằng 0. Cần số 3. Đấy. Cần số 3 5.880. Hoặc là có thể 5.500. Điểm này các bác nên cắt xuống nhé. Cắt xuống là. Cắt xuống là gên 2.6. Quy. Có thể là. Các bác có thể 3. Quy hình 3. Vì tại sao. Giải thích luôn cho các bác này. Cái điểm này á chính là điểm eco eq của eco ở phần chép phần chép thì mình nếu một ít thôi nạp về, về chép chúng ta mà nạp từ tiếng chép nó khó chịu lắm Đấy, nên chúng ta những điểm này chúng ta phải hạ một chút để cho nó một ít thôi giải thích rõ cho các bác luôn cả về kỹ thuật để các bác uh, tưởng tượng ra được nó là phần chép xong phần eco đến phần livert phải không ạ thì đã gọi là cấu hình eco thì sẽ eco là chính livert sẽ trộn phụ vào phải không ạ thì livert tùy theo không gian nếu không gian hẹp các bác cứ chỗ ít không gian rộng thì các bác chọn nhiều thì các bác lấy cấu hình chuẩn là chọn 30 cho em chỉ 30 thôi nhé chỉ 30 thôi đi đất ever thì các bác để 20 Đấy, 20 hoặc trên hoặc đến 30 thì thì cái river đấy chúng ta thì 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 tức là làm trước tiếng mic nó dày ra là nó mềm mại hơn tức là tiếng của mình nó dày ra như của mình nói trong nhà tắm đấy tức là phần vang vọng vang vọng của không gian nhiều vọng nhiều quá thì nó thành rội nó dội nghe khó chịu lắm như mình nói trong trong hang động ấy ấn tiếp theo đấy cơ đi vào thang thì các không gian chuẩn thì thường thường ở ở Việt Nam ấy, thì không gian chuẩn thường phòng khách từ 20 đến 25 m đến 30 m thì các bác thể có thể cho đến à, đi vào thang nữa tức là cái địa thời khoảng thời gian phát hiện xuất hiện này, thì 3032 để chỉ cho tiếng nó dày ra và có nó độ xì vừa đi gì đây tức là sau khi uh, tiếng mic alo xong ấy, một lúc sau ấy, thì nó bốn bốn mươi giây nó mới xuất hiện tiếng vượt đấy, làm cho tiếng mic của mình nó nó nó, nó, nó dài ra tức là nó sau khi alo xong nó mới xuất hiện cái tiếng 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 vượt đấy thì xuất hiện bao nhiêu là đủ thời điểm nào thì có thể có từ 30 40 nhưng đây là cấu hình em chia sẻ em có các các bác để 40 cho em nhé tiếp theo hpf hpf các bác để 80 tại sao vì tiếng ly vợt ạ thì chúng ta lấy tất lấy được tất Đấy. trừ tiếng mic của mình nó xấu quá hPS hpf để 80 lpf để 12k vì tại sao tất cả tiếng vượt chúng ta lấy được hết Đấy. chẳng hạn như ở phần cao chúng ta lấy nên thì chúng ta lấy tiếng xì của tiếng vượt rất hay tức là nằm gọi là tiếng gió xì ấy. À, tiếng gió xì thì nằm nó nằm ở vớt cơ chứ không phải nằm ở cô nên ví dụ điểm xì mà sau khi ra được điểm xì của mic mà chúng ta đưa kết hợp với tiếng vượt lên rất là hay Đấy, các bác cứ thế em làm theo nha Ok, đã xong Thì các bác nói luôn Ở cấu hình này các bác để ý ở phần bên nhé Để ý phần bên nữa Phần bên Rồi, phần bên này Các bác để ý là phần bên thì là music là một Music là 100 Mic là 100 Eco Các bác để 110 Và Revert các bác có thể để 60 thôi 60 đến 60, ok Đấy, Đây là cấu hình Eco dài Em chia sẻ cho các bác bằng thực chiến các bác có thể học theo và dựa theo cái cấu hình này có thể modify à, cố gắng để đưa cái bộ uh, loa của mình bộ cao độ kiểu mình hay nhất Đấy, em sẽ test thử luôn cho các bác nha lưu lại đã và em sẽ test thử luôn này